hẹn rất là quan trọng, đó là đi phẫu thuật thẩm mỹ mũi và cằm. Thì sáng nay mình được có được dặn trước là không ăn uống gì cả, với cả phần mình cũng vội nên là thôi. Thật sự thì mình đã chuẩn bị tâm lý từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình cũng khá là hồi hộp. Mình xin giới thiệu sơ một tí về bác sĩ mà mình lựa chọn phẫu thuật ha. Bác là bác sĩ Đỗ Quang Khải, mẹ mình đã nâng mũi và kế mở mắt ở đây chắc cũng khoảng một năm rồi. Kết quả rất là đẹp và ưng ý nên mẹ rất yên tâm cũng như tin tưởng về tay nghề của bác sĩ và đội ngũ nhân viên ở nơi này. Mẹ mình có nói rằng mẹ cho con tiền, con tự đến trung tâm bác sĩ Khải để làm đẹp mà không cần có mẹ theo cùng đâu. Bởi vì dịch vụ của bác sĩ Khải vô cùng an toàn và chu đáo. Giờ thì mọi người cùng theo dõi hành trình làm mũi của mình nha. Mình vừa điền xong thông tin và hoàn tất chi phí. Giờ thì mình cùng lên gặp bác Khải nha. Rồi, bữa nay Thành em mong muốn là đến để bác sĩ làm gì cho em? Dạ, thì em mong muốn là em muốn làm để cái mũi của mình với cái cằm. Cái mũi là em phần em tự ti nhất. Còn cái cằm là tại vì em nghĩ là làm mũi cao lên thì cằm nó sẽ bị hụt. Rồi. Thì đối với nhán mũi của nam á thì đừng có nên làm cao quá. Chủ yếu là cái mong muốn của em, cái vấn đề lớn nhất là cái đầu mũi to, xương mũi to. Thì mọi cái mình phải làm cho nó gọn trước đã. Thôi khi mình dựng cái đầu mũi nhỏ rồi, cao lên dài rồi ha. Đó, đây. Thì cái sóng nhân tạo này thì nó sẽ cao vừa phải. Bắt đầu từ cái chỗ này nè, dài xuống nha. Rồi cái này là xương mũi. Khi mà đặt cái sóng rồi, cái xương này mình sẽ chỉnh lại cho nó gòn lại hai bên nha. Alo, mẹ nghe con nói không? Mẹ thấy gì không? Con đang ở trong phòng phẫu thuật nè. Con chuẩn bị phẫu thuật rồi, cho nên là con nói trước để cho mẹ yên tâm á, cái chỗ mà mẹ chỉ cho con bác sĩ Khải nè. Mẹ nhìn đầu là mẹ biết bên bác sĩ Khải rồi. Con yên tâm nha, bác sĩ làm mát tay lắm đó. Làm xong rồi ra mũi ai cũng đẹp hết. Con yên tâm. Cái gì cũng mà mẹ nghe nhiều người khen lắm á. Con đừng có lo lắng gì nha. Con cứ nhắm mắt chút xíu à. Là vậy là con thấy liền à. Ủa thấy gì vậy mẹ? Thấy đẹp chứ thấy gì. Rồi cho anh hỏi là thì sau khi mình làm xong thì mình cảm thấy đau gì không em? Em mới nằm nhắm mắt, em mở mắt ra là muốn được xong rồi, là mai lại là xong rồi. Nhưng bây giờ em ưng nhất là cái cằm bác sĩ làm quá xuất sắc luôn. Nhân viên chăm sóc cho em rất là tốt, đặc biệt là mấy anh GT là em không cảm thấy đau gì hết luôn. Nó chỉ hơi kiểu hơi rem tí xíu thôi. Xong rồi, thật sự thì mình không cảm thấy đau và mình rất là ưng cái dáng mũi cũng như cái cằm, đặc biệt là cái cằm này mình cảm thấy rất là tự nhiên. Hiện tại thì mình hơi mệt, chắc là mình sẽ nằm nghỉ một xí rồi các chị điều dưỡng sẽ cho mình ăn cháo. Hẹn gặp lại các bạn nha. Trung tâm có phục vụ cháo yến cho em á, thì giờ em nằm nghỉ trước đi ha, tí nữa mình dậy mình ăn uống em ha. Dạ, cảm ơn chị nhiều.
Thì sau 12 ngày hôm nay là em đi tháo nẹp. Em làm bên bác là sửa mũi, chỉnh xương với lại cả độn cằm. Thật ra là mấy ngày đầu tiên á, thì em thấy nó cũng hơi kiểu lạ lạ trong cái trên phần mũi của mình. Nhưng mà sau một thời gian thì em cảm thấy quen rồi, thì nó cũng không có bất tiện gì hết. 4 ngày là em đã đi làm bình thường rồi đó. Em rất là ưng nhất là phần cằm. Mới làm vài ngày xong á là ai cũng khen hết, nhìn cằm sao mà tự nhiên quá. Còn cái mũi của em mặc dù nó hơi sưng một xí nhưng mà em cảm thấy là nó cao, nó hợp ý em ngay từ lúc đầu em muốn làm. Em cảm thấy là rất là ưng ý về cái phục vụ, các chị, anh chị điều dưỡng cho tới bác sĩ. Thì em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì làm cho em dáng mũi rất là ưng ý. Và em cảm thấy rất là hài lòng với dịch vụ ở bên này.